cô tạo một cái new, một cái file. Ở đây là function demo ha. .html. À thì các bạn nhúng cô viết một cái file js ở ngoài. Cô để file là function demo ha. .js ha. Cô sẽ gọi ở đây, cô gọi đây ha là script nè. Cái này là chấm sẹt js. Ủa, cái gì vậy? Cs. Ồ, cô tạo ở ngoài rồi. Cô tạo ở ngoài rồi, sorry. Cái này cô sẽ để vào cái trang này. Cô để vào trong slide 4 luôn. Chấm sẹt nè. Cs nè. Đó, rồi, function demo ha. Rồi, cô sẽ đóng cái này lại. Cô browser nó lên nè. Ok. Cô chạy đây đi ha. Ok. Rồi, thu nhỏ lại các bạn nhìn cho dễ nha. F12 luôn ha. Tại vì cô sẽ chạy bằng console log cho nên là các bạn đấy, F12 thì các bạn nhìn cho dễ ha. Đây, các bạn vào cái console nha. Để một bên. Những bạn học online không biết các bạn cứ hỏi nhá, cứ hỏi thoải mái nha. Vô tư. Hỏi bất cứ cái gì. Rồi anh này cô cũng thu nhỏ lại, ok không? Ok. Rồi. Đó. Đây các bạn nhìn cho dễ ha. Rồi xong. Rồi, bây giờ cô sẽ chạy từ được cái này nhá. Bây giờ function này các bạn. Thì function trong JavaScript hay là trong C cộng cộng nó giống nhau, nhưng mà nó khác ở chỗ là nó có từ khóa function. Được chưa? Thì function, sau function nó sẽ có cái tên. Cô tăng cái này cho nó bự xíu ha. Đó. Nó có tên, đúng không ạ? Ví dụ cô nói tính tổng đúng không? À, ở trong này nếu có thể chuyển đổi số, ví dụ cô để là AB. Chuyển đổi số đúng không? Nó khác với C gì đó, nó phải int A, int B, cái này chỉ cần AB là đủ, đúng không ạ? Và return. Có thể trả về giá trị hoặc không trả về giá trị. À, return tổng là A cộng B. Ok. Cái này là function đúng không? Rồi, muốn dùng function thì ta gọi nó ra thôi. Ví dụ như là và tổng sẽ gắn bằng tính tổng đúng không? À, 5 cộng 7. Ok. Và các bạn có thể có số log, log nó ra. Log nó ra tổng đúng không? Tổng bằng cộng tổng. Được chưa? Ok. Thì ở đây nó sẽ 5 cộng 7 bằng 10. 12. Đúng chưa? Ok chưa? Rồi. Ok, bây giờ nè, các bạn nhìn nè. Vậy thì các bạn sẽ lưu ý cho cô nè, câu lệnh return có nghĩa là gì? Câu lệnh return nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là khi gặp câu lệnh return tôi không biết gì cả, nó thoát ra khỏi hàm cái đã. Ok không ạ? Có nghĩa là đằng sau nó có thể có bất kỳ câu lệnh gì tôi không biết, nhưng cứ gặp return là nó thoát khỏi hàm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nó có thể trả về giá trị tại lời gọi hàm. Ok không? Đó là điều thứ hai. Rồi. Thì function ở trong cái JavaScript có những cách viết như sau. Đây là cách viết đầu tiên. Cách viết thứ hai nè. Tương tự là va. À, tính phép nhân bằng function. Đây là cách viết thứ hai. Return giữa A nhân B. Đúng không? Cái này truyền vào AB. Đây là cách viết thứ hai. Có thể các bạn sẽ gặp cách viết này. Cách viết này và hai cách viết này nó cũng gần giống nhau. Nghĩa là nó không đặt tên ở đây, mà nó đặt cái biến va, đây là tích, cũng là hàm. Nhưng mà ở function này này nó không có tên. Cái hàm này nó không có tên, cái hàm này gọi tương đối nhiều. Ha, tí nữa tôi sẽ học coi gọi ở đâu nhá. Đó là cách thứ hai. Đúng không? Cách thứ ba. À, các cái version sau á, S6 á, nó có cách viết là arrow function. Nó sẽ viết là như thế này. Và tính, à ví dụ như là trừ là sub đi ha, sub trừ phép trừ bằng
nó truyền vào AB. Cái này được gọi là arrow function. Return A trừ B. Cái này được gọi là arrow function, là function có mũi tên. Đúng ạ, cái này gọi là arrow function. Các bạn đôi khi sẽ đọc thấy cái đoạn code này ở đâu đó. Và trong nó thì cái này là gọi là thân hàm, đúng không ạ? Có thể là tích và tích, à, trừ gán bằng A trừ B, xong return phép trừ cũng được. Đấy, được chưa? Cái này là trong thân hàm của hai câu lệnh. Nhưng nếu trong thân hàm chỉ có một câu lệnh return thôi, nhìn nha, nếu trong thân hàm nó chỉ có một câu lệnh return thôi, hàm nha, thì nó viết như này nè. Ví dụ như cái này là return A trừ B, đúng không? Thì nó có thể viết lại như thế này các bạn nha. Và à, tính trừ gán bằng AB, xong cái này là A trừ B. Kinh khủng không? Nó thấy rút gọn kinh không? Đó là cách viết mới arrow function. Tức là nếu như cái thân hàm nó chỉ có câu lệnh return thôi thì các bạn rút gọn lại được như vậy đó các bạn. Đó. Thì các bạn có thể đọc ở đâu đó để các bạn hiểu. Nhờ bạn này, cô ơi, làm xong em không hiểu cái này là cái gì, tại sao lại cái này móc tròn và tại sao lại cái này móc nhỏ. Hiểu á? Sau móc tròn nó sẽ là return, à sau móc, trong móc tròn nó sẽ là cái đối số. Còn sau móc nhỏ nó sẽ là câu lệnh return. Còn có nếu mà một đối số, ví dụ bình phương và bình phương bằng một số, đúng không? Cái này A luôn. Return gì đấy ạ? Return A nhân A nhân A luôn. Nếu có một đối số còn viết như này nữa cơ. Thấy không? Đấy, thì cái này các bạn tính giới thiệu thôi, tính sau. Đúng không ạ? Đó là những cách viết mà các bạn có thể gặp. Có thể gặp nhé. Ok. Rồi. Vậy là hàm, mình sẽ dùng hàm rất là nhiều. Cô lấy ví dụ nhá, sau này mình sẽ có một số cái mình sẽ làm việc với hàm. Rồi. Trong JavaScript ngoài hàm còn có một vấn đề các bạn quan tâm nữa. Đó là sự kiện. Trong nhóm mình ở đây, lớp mình ở đây, ai biết sự kiện là gì các bạn? Event. Sự kiện ạ? À? À, đúng rồi. On click, on double click, đúng không? Gõ phím thì gọi là on gì ạ? Keyboard. Dã man được chứ. On key press, con nhấn phím là on key up, à, on key down, con nhả phím là on key up. À, các bạn sẽ phải làm việc với sự kiện rất là nhiều. Ok không? Đấy, cô lấy ví dụ nha. Ở đây cô có một cái sự kiện nè. Hay là đưa trỏ lên thì hover, đúng không? Ví dụ cô có cái thẻ P. Cô ghi là hold, hide me now, ẩn tôi đi, đúng không? Ví dụ cô lấy cái sự kiện là hover. Cái thẻ P này cô, ví dụ cô đặt cái ID cho nó là my P đi ha. Ở đây nè, có nhiều cách để kết hợp cái sự kiện. Một là các bạn sẽ kết hợp bằng cách là on mouse over, đúng không? Đường trỏ lên là over, đúng không ạ? À, bằng viết một cái hàm gì đó, hi me, viết một cái hàm gì đó, đúng không? Và khi đó mình sẽ tích hợp với cái hàm này. Đây nè, nó chưa có cái hàm hi me, nó sẽ bảo lỗi. Ở đây cô viết cái hàm hi me nha. Đây, và hi me bằng function. Đó. Rồi các bạn ẩn cái thẻ P luôn. Vậy là document.get element. Các bạn đã viết tới cái này chưa? Đó. My P. Cái này .style.display bằng none. Tức là bằng none là ẩn nó đi. Display bằng none rồi, ok nha. Đơn trỏ vô này, nhẹ nhàng nha. Mất chưa? Nhưng mà đưa ra không có, nó mất rồi. Đúng không? Hoặc là mình không để display, mình vừa để là opacity. Opacity gán bằng 0. 0 nó cũng mất. Đây.
M thì M là 0.5. Nó sẽ là từ 0 tới 1. M nè. M chưa? Vậy đó, vui không? Đấy, thế thôi. Thế là mình có thể kết hợp với sự kiện ha. Hoặc là mình có cách thứ hai để mình kết hợp sự kiện nè. Cô xóa anh này đi. Cách thứ nhất là mình để cái on mouse over đúng không? À, mình cách thứ hai mình kết hợp sự kiện nè. Vui lắm. Đây. Mình cũng ghét này. Xóa đi. Đấy. Thứ nhất là mình phải lấy được cái đối tượng đó. Cái đối tượng thẻ P có phải là document.getElementById.p không? Tức là mình phải truy xuất được cái thẻ P. Đồng ý không? Muốn tác động lên nó mình phải lấy được nó. Lấy nó có nhiều cách. Có một cách mình hay dùng nhất đó là document.getElement, đúng không? Có cách thứ hai nữa là mình dùng cái selector á, mình lấy được. Có nhiều cách lắm nha các bạn. Lấy một đối tượng có cực kỳ nhiều cách luôn. À, các bạn muốn biết á, các bạn đơn giản lắm mà search cái thôi, học là phải search. Ví dụ get element, không phải by đi nhá, get element. Có nhiều cách lắm. How to get element. JavaScript, nhớ là phải in JavaScript nha. Script. Đó, đó là cách để mình search thôi. Bây giờ mình coi nè, có cái này. WBASCON. Có byD này, element by tag file, có nhiều cách lắm. Rồi get element in way nè, các cái way nè, thấy không? Nó có hả? Có chứ? By name, by class name, byD. By name là cái name á, tag name hả? Get how to giả vờ cái này đi coi. Mấy cái này cô không có đọc. Thử coi cái này anh có gì hay không. Đó, mình có thể search nhá, mình search tiếng Anh thì nó ra loại tiếng Anh. Cái này là jQuery. Bỏ qua. Ông này ông hỏi jQuery, jQuery thì khác. Đây. Jquery click function. Hoặc là event.target cũng hay lắm. Event.target cũng ok lắm. Rồi có một cái cách nữa, nhiều cách lắm các bạn. Event.target được nha, cách này cũng được, nhưng mà cách đấy thì không thông dụng lắm. Có một cách là dùng cái selector. Thôi mình trực rồi. Sửa trực tiếp cho các bạn coi đi ha. Đây. Get element by selector. Đấy, JavaScript. Đấy, nó có luôn hướng dẫn cho các bạn selector ha. Đây, query selector nè. Query selector all nhiều lắm. Query selector khác mà query selector all nó khác. Query selector thì nó lấy một. Còn query selector on là nhiều, giả sử như thế, nhiều lắm. Có nhiều cách để lấy ha. Đấy, nói chung học là các bạn tìm hiểu ha. Rồi. Tiếp ha, nhìn nào. Lấy xong rồi thì sao? Mình quay lại cái bài của mình nè. Nhìn nhá. Cô lấy được cái thẻ P rồi. Thẻ P là anh này đúng không? Bây giờ cô kết hợp với sự kiện. Bây giờ nhá, chấm add event listener. Kết hợp với sự kiện nhá. Rồi mở ngoặc nè, anh này có hai đối số này các bạn nhìn nè, cái này hay nè, nghe đối số thứ nhất là sự kiện. Ví dụ on mouse over thì mình bỏ chữ on đi, nó sẽ là mouse over, ok không? On click thì mình bỏ chữ on đi, mình để chữ click thôi, đúng không? On blur thì bỏ blur đi, bỏ on đi để blur chứ đừng bỏ blur nhá, bỏ blur là mất ạ. Đúng không? Như vậy, phẩy nè. Cái sau này mới thú vị nè. Sau này nó sẽ, cái phần sau này nó là optional. Và nó có thể là gì đấy, các cái hàm để xử lý. Mình phải kết hợp sự kiện và hàm. Và các bạn để ý cách viết hàm nhá. Viết hàm sau này nè. Thường cái hàm mà để trong một cái hàm khác. Tại vì event listener là hàm mà. Một, nhìn phân biệt giữa hàm nhá. Hàm là có dấu mốc tròn đấy các bạn này. Thấy không? Vậy thì
Hàm mà được viết trong hàm khác mình gọi là callback function, đúng không? Rồi cách viết là function mở ngoặc nhảy cái, có thể viết một cái hàm khác không? Thấy chưa? Cái này có thể enter xuống dòng được luôn nhé. Đó, cái hàm mà viết trong một cái hàm khác mình gọi là, được gọi trong một cái hàm khác mình gọi là callback function. Ở đây giả sử cô lấy là this chấm style chấm display bằng none nha, lưu lại này, chạy rồi nó lỗi nè, add event listener sao lại null. Biết sao nó null không các bạn ơi? Nó bảo lỗi null nè, cannot read property of null, nghĩa là anh nào null, anh này đang null. Biết vì sao nó null không? Ai giải thích được chỗ này? Tại sao? Cần đúng rồi, tôi nghe loáng thoáng này. Hả? Tại sao nó trống? Chưa phải. Giải thích nha. Có phải là cái file JavaScript mình gọi ở đây đúng không? Thì có phải code này được chạy trước đúng không? Đồng ý với cô không? Nó code nó chạy từ trên xuống dưới mà. Đồng ý chưa? Vậy thì khi nó chạy đến đây nè, nó tìm tới cái ID là MyP. Nhưng mà anh này đã chạy chưa? Chưa chạy. Vậy là chưa có anh này đúng không? Có phải là chưa có anh này thì có phải cái này nó trả về null không? Với giải pháp là sao? Chính xác. Giỏi. Chỉ cần để anh này rồi cuối thôi là xong. Chuẩn. Hết lỗi chưa? Rồi đơn trỏ vô này lẹ hover mất chưa? Ok không? Đấy. Vấn đề không phải là lỗi, mà vấn đề mình biết lỗi mình xử lý. Cho nên là code JavaScript. Ôi sao cười? Tôi nói đồ ai viết code mà không có lỗi? Ai nói dám khẳng định với tôi là viết code không có lỗi nào? 10 dòng code thì phải 9 dòng lỗi. Mà lưu ý nha, học như này mới là học nè. Mình có lỗi mình sửa, ok, rồi bạn có lỗi mà mình sửa giúp bạn mình mới giỏi. Mình sửa lỗi của mình thì dễ, sửa lỗi của bạn nó khó lắm, nó viết lung tung xong bắt được lỗi là khó. Mà cao thủ nhất là sửa được lỗi của bạn, là nhìn cái là mình biết lỗi gì mình sửa và sửa nhiều. Học từ cái việc sửa lỗi cho người khác nha là tốt lên đó. Các bạn có thấy không, từ cái này sẽ giúp các bạn nhớ lâu hơn đúng không? Còn mà cô viết pha từ trên xuống dưới mà không có lỗi thì không nhớ được. Cho nên các bạn lưu ý nè, code JavaScript á, thực ra tốt nhất là nên để cuối. Hiểu không? Để làm gì? Để nó đảm bảo nó load hết tất cả cái document xong thì nó mới chạy đến JavaScript. Ok. Tại sao khi nãy không lỗi mà bây giờ mới lỗi? Tại vì khi nãy mình để trong function nhá. Function thì nó không chạy liền, khi nào gọi nó mới chạy. Hiểu không? Nếu mà để trong function thì gọi giờ nào cũng được. Nhưng mà không có function, cái này đâu có function đâu, đúng không? Cho nên gọi mà nó không có là nó báo ngay. Ok à? Alright. Rồi. Vậy là mình vừa nói về function, mình vừa nói về sự kiện, đúng không các bạn? Rồi. Bây giờ mình sang mới bài học của mình này. Bài học của mình là nói về cái gì? Nói về object, đúng không? Nói về lập trình hưởng đối tượng. Cái khúc đầu này nó giống Java, cho nên cái này cô sẽ nói nhanh thôi. Nghĩa là gì? Trong JavaScript nó có lập trình hưởng đối tượng. Và cách để lập trình hưởng đối tượng như nào? Còn lập trình hưởng đối tượng là cái phương pháp lập trình gì đấy ạ? Nó coi mọi thứ là đối tượng, đúng không? Đối tượng là sự kết hợp giữa thuộc tính property và phương thức là method, đúng không? Ok. Ví dụ cái xe hơi thì nó có property là gì đấy ạ? Mã xe, màu xe, đời xe, hãng nào đó, giá bao nhiêu đúng không ạ? Còn hành động của xe hơi là ví dụ như là thắng, đúng không? Go đi, break, thắng, reverse, quay lui, vân vân. Đó. Thì tất cả đối tượng đều có thuộc tính và phương thức, chính xác. Vậy thì cái này không cần nói nữa, tại vì cái này bài nó giống nhau, thấy không?
Ok không? Java nó cũng có y chóc như vậy, không khác cái gì nhá. Rồi, nhưng quan trọng nhất là trong JavaScript tạo đối tượng như thế nào. Ok, các bạn coi nhá. Đây, cô sẽ comment hết tất cả những cái này đi nhá. Đây, đâu rồi? Ok, cái gì đây ta? Tắt đi nha. Đây, cô sẽ comment hết những cái này đi nha, để nó khỏi lằng nhằng. Rồi, bây giờ nè, đối tượng này, để tạo đối tượng nó có những cách sau. Cách một nha, cách một này các bạn, là ví dụ như cô tạo một cái sinh viên, ta có vá SV, à, OBG, một đối tượng OBG SV bằng new object. Rồi bây giờ các bạn nhìn nè, mình muốn biết nó là kiểu gì thì mình dùng cái hàm là type of. Bây giờ giả sử như cô để như này thì nó là kiểu gì các bạn? OBJSV nó là kiểu gì? OBJSV là kiểu gì? Không. Không. Nó kiểu gì ạ? Kiểu gì ạ? Nếu cô in ra cái này nó là kiểu gì ạ? Chưa in nha, chưa in nha. Vậy OBJSV là kiểu gì ạ? Không, nó là kiểu undefined, không xác định. Có bạn nào muốn nói sao? Thấy chưa? Thấy undefined chưa? Kiểu không xác định. Bây giờ nè, tôi gán bằng số 5, nó kiểu gì? À, kiểu số, đúng rồi, number. Cái này là kiểu gì? À, boolean. Ok, cái này là kiểu gì? Cái này kiểu gì? À, kiểu string. Mặc dù cô để là chu nhưng mua để đóng nháy thì nó hiểu là string. Lừa đấy, đúng không? Nhưng ông bảo cái này boolean là chết ạ, đúng không? Vậy thì giả sử như bây giờ cô new object nha. New object nó kiểu gì? À, đúng rồi, kiểu object. Còn bằng cái này là kiểu gì? Kiểu gì? À, array. Array cũng là object. Nó mảng, đúng rồi. Mảng cũng là object. Ủa, không biết mảng, đã học mảng chưa? Ờ, thì đây là khai báo mảng, cái kiểu mảng rỗng thôi. Còn có cái, rồi, ok, new object nha. Còn cái này là gì đúng các bạn biết? Móc nhọn là cái gì? Móc vuông là object. Cũng là mảng, móc vuông là mảng, con móc nhọn là cái gì? Object rồi. À, trời ơi, giỏi dữ vậy. Object nha, rồi ok, rồi hỏi vậy thôi. Vậy đến đây hiểu không? Rồi ok, cái này new, cô quay lại bài này, new object. Lâu lâu lặng lặng xíu, đánh võng. Đánh võng tràng trứng. Rồi, qua đây. Focus me. Rồi. Ok nhá, bây giờ này, bây giờ mình tạo phương thuộc tính cho nó đi. Có mã sinh viên đúng không? Thì ta sẽ làm sao ạ? OBGSV chấm mã sinh viên gán bằng giống như là PS0001. Được chưa? Được một thuộc tính. OBGSV chấm tên sinh viên, à, bằng giống như tri kỷ. Ok. Rồi OBGSV chấm điểm bằng 10. Được không? Thì cái này là ba thuộc tính nhá. Ok không? Xuất nó ra nè. À, mã, à, tên đi ha, 2 chấm cộng nè. Mình lấy đúng cái OBGSV chấm tên. Mình xuất ra. Có phải là tên tri kỷ không? Đúng chưa? Chuẩn chưa? Rồi. Thì đó là cách để gán gì ạ? À? Gán thuộc tính nhá. Ok không? Bây giờ này, phương thức nè, các bạn nhìn phương thức nha. Cái này thú vị nè. Cô viết một cái phương thức để cô xuất ra màn hình thông tin của ba anh này đúng không?
ba thông tin này, cô viết là như thế này: OBGSV chấm xuất thông tin bằng, để ý nhá, nó không có dấu mốc tròn nhé các bạn, bằng, và cái này phương thức nó phải là một hàm, cho nên các bạn viết cho cô là function. Đó là lý do vì sao cô nói cái function trên này các bạn dùng nhiều nè, thấy không? Đó, bằng function mở ngoặc console log à, mã 2 chấm cộng, cái này các bạn để đít chấm mã, không để cái obj nữa, tại vì là tôi đang ở obj, tôi truy xuất với thuộc tính thì tôi lấy đít chấm mã, ok không? Đó, chính nó nha, chính obj đó. À, xuống dòng luôn, xuống dòng thì cộng, cái này là sẹt n ha, rồi copy thôi, code đời chỉ có copy paste thôi, đúng không? Tên cái này là gì? Ctrl C Ctrl V, cái này là điểm nha, cái này là điểm. Rồi các bạn nhìn nào, vậy bây giờ cô xuất ra toàn bộ thông tin thì tôi chỉ cần gọi là obgsv chấm xuất thôi. Và nhớ nè, phải có dấu móc, móc tròn, ok không? Tại vì nó là function. Ôi giời ơi, ông lập trình ra cái game gì dễ sợ vậy? Rồi, chi kỷ. Rồi, thấy ra chưa? Thấy ra thông tin chưa? Bé, chi kỷ 10 này là của trí kỷ, con trí kỷ thì chắc không ạ. Ông oánh game dữ dằn vậy. Trí kỷ thôi nhá, con trí kỷ không phải. Rồi, ok không? Tên rất là đẹp, trí kỷ. Mà gọi hay tên bị nhầm. Để nó hiểu chưa? Ok. Rồi. À. Vậy là mình vừa tạo được một object nè các bạn. Mình có thể tạo được ba cái thuộc tính nè và một phương thức, đúng không? Muốn phương thức nữa thì làm tương tự, đúng không ạ? À, tuy nhiên cái này nó có cái nhược điểm là gì ạ? Mỗi lần tạo được một object thôi, thấy không? Tạo object khác phải new lại mới toàn bộ. À, cái này nó nhược điểm là mỗi lần tạo một object thôi. Bây giờ muốn tạo nhiều object làm sao? Giống như ở trong Java nó có class các bạn, đúng không? Thì cái này nó sẽ có class, nhưng mà là câu chuyện sau này, câu chuyện S6. Bây giờ Java cơ bản thì làm sao? À, JavaScript cơ bản thì làm sao ạ? À, thì mình sẽ có cách thứ hai mình tạo, đó là mình tạo dựa trên một cái mẫu giống như class ở trong Java, hiểu không ạ? Tao có cái hàm. Vậy mình sẽ tạo một cái hàm mới, cách hai nhá. Cách hai nè. Ok. Mình sẽ có một cái hàm mẫu function sinh viên, giống class sinh viên chưa? À, nhưng nó thô sơ hơn nhiều nha. Ở đây tôi truyền đối số vào. Ở đây mình có là muốn có mã, có tên, có điểm, chứ cô truyền ba đối số. Nhưng không truyền cũng không sao, được chưa? Truyền hay không truyền là do cách viết code của mình thôi, được không? À, trong tình huống này thì là nó truyền đối số nha các bạn. À, các bạn viết không truyền vẫn được luôn nhá. Cái này là do mình viết thôi, cô viết mã tên điểm, đúng không? Có ba đối số, được chưa? Rồi cô tạo ba thuộc tính nè các bạn. Đít chấm mã sinh viên sẽ bằng mã, nó giống con chắc tờ không? Ở đây đấy, đít chấm tên sinh viên sẽ bằng tên, đít chấm điểm sẽ bằng điểm, nó gần na ná cái con chắc tờ, đúng không? Rồi bây giờ cô viết hàm xuất giống cái này được không? À, cô copy nha. Đây, cô copy luôn khỏi gõ thôi. Thật ra bản chất nó giống nhau. Và cái này là để gì đấy ạ? À? Đít, chính xác. Rồi, xuất nè. Các bạn có thể xuất ra là đít chấm mã tên cái y chóc, được chưa? Rồi bây giờ nè, gọi nè. Quan trọng gọi nha. Cách hai nè. Cái này hay ho hơn, đúng không? À, bây giờ cô tạo một sinh viên nè. Và SV1 sẽ gắn bằng new sinh viên và truyền ba đối số vào. Ví dụ cô để là PS0001, đúng không? Tri kỷ, đúng không? 10 điểm.
Rồi, xuất ra ngoài, cô comment cái này lại nha. Cô comment lại nè. Rồi, xuất ra ngoài nè, cô để là cái gì ạ? Giống ra vậy. Cái gì ạ? Đúng rồi, SCV1 chấm. Cái gì ạ? Đúng rồi. Phải là SCV1 chứng tỏ. Bạn này, bạn gì? Trí. Dạ ba tốt. Rồi cô chỉ cần hỏi là cô biết rồi. Những bạn khác cô không biết, nhưng tại vì bạn ấy hay nói, bạn phát biểu cô biết. Ra là cái tư duy Java y như Java, không khác cái gì cả. Bạn nói là biết bạn tốt, đúng không ạ? Ok, đấy, lưu cái nè. Có phải là tri kỷ không? Không một đúng không? Bây giờ thêm một sinh viên nữa thì chỉ cần copy cái này ra thôi. Đúng chưa? Cái này là 02. Đúng không? Cái này là gì? Cái gì Khánh gì đó. Lưu lại. Rồi xuất ra đúng không? Tri kỷ này Khánh này đúng không? Được chưa? Bây giờ bạn nào thử viết cho cô tạo mảng cái. Bây giờ mình nhiều thì mình đâu phải đưa từng cái được, một phải mảng thì làm sao? Bạn nào nào? Bạn nào thử cái nào? Mảng thì làm sao nhỉ? Biết rồi, nhưng bây giờ tạo như thế nào nào? Tạo mảng nhá. Tạo mảng thì sao nhỉ? À, khai bỏ mảng này. Array SV đúng không? Cái án băng mảng đây là mảng rỗng này. Con muốn mảng bao nhiêu phần tử là new này. New nè, array nè. Giống như 3 phần tử nè. Đúng không? Còn nếu như không thì các bạn tạo mảng rỗng nè. Là muốn thêm bao nhiêu thì thêm. Anh dễ dãi vậy đó. Anh rất là dễ tính, đúng không? Rồi, bây giờ mình for, mình cho nó lặp 3 lần đúng không? À, for và y gắn bằng không, đúng rồi. Mảng thì phải chạy từ không, y nhỏ hơn 3 chẳng hạn nhé. 3 cái thôi, y cộng cộng. Rồi, các bạn có thể nhập từ prompt vào, được không? Nhập từ prompt nhé. Ví dụ cô sẽ nhập từ prompt vào à, và tên mã bằng prompt. Đúng chưa? Rồi, cô copy này. Nào, bạn Ctrl C, cô code gì đâu, Ctrl C, Ctrl V không à? Đúng không? Tên nè. Rồi, điểm nhá. Ok chưa? Rồi. Ui, nó prom luôn nè. Nó chạy 3 lần nữa. Dã man chưa? Chạy dữ gì? Rồi, ok, dừng nè. Rồi, cô lưu vài nó chạy đó. Rồi, bây giờ nhá. Có phải là mỗi phần tử của nó, của mạng, có phải nó new một cái sinh viên không? Thì là cái gì đây? Ai viết tiếp cô chút này? À, array SV, rồi gì nữa? Tiếp. Chưa? Đúng rồi, y. Rồi. Bằng new sinh viên, chính xác. Mã tên điểm, chính xác chưa? Đúng rồi. Rồi bây giờ xuất ra ngoài thì sao? For gì? For và y gì cũng được nhá. Ờ, g đi, y cũng được. G, y chạy gắn bằng không, y nhỏ hơn. Nhỏ hơn gì? Thay vì 3 có thể dùng cái gì? Đúng rồi. Len, sai là Aurelis. Chấm len. Sai là Aurelis. Y cộng cộng. Rồi tiếp nha. Rồi bây giờ gọi hàm suất như nào? Không, hàm suất của mình đâu, có rồi. Hàm suất có rồi, bây giờ gọi như nào nhỉ? Đâu rồi? Những bạn khác đâu? Sinh viên 1 chấm sách IT hả cô? Không, chưa. Cái gì?
Đâu một được, nó đang có đang truy xuất mảng mà. Xuất mảng thì sao? Đây là truy xuất vào từng phân tử của mảng này. Xuất ra thì sao? Ai nói được mình xuất ra, bây giờ mình nhập rồi nè, bây giờ mình xuất sao nè? Bạn nào online nói luôn nè. Offline đâu hết rồi. Nice day đâu hết rồi. Khi nãy run. Có phải là array SVI không? Đúng rồi, hàm xuất có rồi. Đúng rồi, chấm xuất thôi. Hàm xuất có rồi mà, bây giờ nhập nha. PS nè, 11 nè. Tên nè, tri kỷ 11 nè. Điểm 11 nè. Rồi, cái này là PS 22 nè. Tri kỷ 22 nè. Điểm 22 nè. PS 33 nè. Tri kỷ 33 nè. Đấy, nhầu bia 33 luôn. Có phải xuất ra đúng chưa? PS đây 1 đồng chí nè, 2 nè, 3 đúng không? Chuẩn chưa? Mảng đúng không? Đấy. Thì nó như logic mảng bình thường thôi. Tạo một mảng nè. À, cái mảng này dùng chung, cho nên là anh này nhập cái nó vô mảng, còn anh này xuất cái mảng thì nó là chính cái mảng này luôn. Hiểu ý không? Đó. Ok. Đó là cách thứ hai. Vui à? Anh này thì có lợi thế so với anh một ở chỗ nào? À, anh này thứ nhất là chỉ cần tạo một cái mẫu, nó bao gồm thuộc tính và phương thức, khi dùng thì tái sử dụng được nhá, và có thể tạo được nhiều sinh viên. Còn anh này mỗi lần tạo một object chỉ được một sinh viên thôi. Ok. À, anh này là anh mà lúc mà nó chưa có cái phiên bản sau á, thì anh này là một anh rất là ok luôn đó các bạn nhá. Rồi, có một cách nữa là cách 3 nhá. Cách 3 này thì sách không dạy, nhưng cô sẽ chỉ nhá. Ngoài đời, ở đấy. Nghe dã man không? Ngoài đời. Ờ. Rồi. Comment anh lại nè. Rồi, cách 3. Cách 3 thì đúng là ngoài đời hay dùng. Nhưng mà anh này thì chỉ có chứa dữ liệu thôi nhá. Chứa được phương thức nhưng người ta không làm. Hiểu phá. À, SV1 gán bằng object ngoài đời. Được chưa? À, mỗi phân tử của nó sẽ là một cặp mã sinh viên PS001. Tên sinh viên. Cái này là gì ạ? Tri kỷ. À, điểm. Ông này ông ám ảnh chứ tối chắc ngủ mơ thì tri kỷ quá. Cái này được gọi là một object. Nha các bạn, cái này được gọi là một object. Thực ra nó gắn trực tiếp vô luôn, hiểu không ạ? Nó là một cặp nè. Key và value thấy không ạ? Đó. Cái này là giống như cái key tên biến vậy đó. Thì nó là thuộc tính, đúng không ạ? Đây giá trị của thuộc tính. Các bạn hoàn toàn khai báo được phương thức. Nhưng người ta không làm. Nhá, khai báo bình thường. Và cách này các bạn để ý nhá, cách này với cách 1 nó bản chất nó gần giống nhau. Nhưng cách 1 làm phức tạp hơn. Thấy không? Nó cũng gắn này. Đồng ý với cô không? Hai cách nó giống nhau, vẫn thêm được cái object nha. Cô thêm những bàn coi nè. Cô copy nè, thêm được luôn. À, nhưng mà người ta không làm thôi. Được luôn nha. À, khoan, nó bị dữ gì ta? Bằng function dit chấm xuất. Ủa sao cái này lỗi? Được mà, được. Bằng hai chấm nhé các bạn. Hai chấm. Tại vì không ai làm cái này cả. Tại vì là nếu mà cô muốn xuất á thì cô xuất ở ngoài, tôi dùng cái hàm tôi viết rời, tôi lấy tôi xuất ra ngoài, tôi tội gì làm này. Nếu làm cái này thì sao ạ? Mỗi object tôi phải copy một cái đúng không?
Bây giờ tôi tạo SV2 thì sao? Ừ, nó vớ vẩn không? Hiểu hiểu ý không? Thực ra bản chất anh này tôi chỉ cần để lưu dữ liệu thôi. Còn để mà xuất ra thông tin thì tôi viết một cái hàm rời ngoài, được không? Hoàn toàn được. Vậy thì thực chất là bản chất là anh này để là nó bị lặp. Các bạn thấy không ạ? Bị lặp, bị dư. Dư thừa, cho nên chỗ này người ta sẽ không để. Các bạn nhìn thấy nó sẽ không quen mắt đâu. Đồng ý không? Rồi. Vậy là khi các bạn dùng cái này này, các bạn nghe nghe nghe. Dùng cái này này thường người ta dùng để lưu trữ dữ liệu nha. Nghe nha. Đồng ý không? Mục đích của nó là để dữ liệu. Bây giờ dữ liệu của mình không phải là một đồng chí, không phải là một sinh viên, mà có thể là nhiều sinh viên, đúng không? Vậy mình sẽ tạo gì đấy ạ? Trong JavaScript mảng muôn năm. Tại vì sao? Dữ liệu không bao giờ một cái, dữ liệu bao giờ cũng nhiều. Trong Java các bạn có array list, có các loại collection, đúng không? Có vector, có các thứ liên quan đến tập hợp, đúng không? Trong JavaScript làm gì có. Cho nên là làm việc với JavaScript là phải làm việc với mảng. Hiểu không? Đó, vậy bây giờ mình khai báo mảng nhiều cái object như này. Mình sẽ có var, array sinh viên, sẽ gán bằng nào. Mảng là móc gì? Mảng là móc gì ạ? Móc vuông. Ok, trong nó có nhiều gì các bạn? Nhiều object. Phẩy. Ok chưa? Đó, cái này là hai. Khánh. Ủa, cô gọi đúng tên luôn à? 03. Rồi. Chỉ huy, không biết lớp mình có chỉ huy không? Thấy chưa? Cái này là gì đấy ạ? Cái này là mảng ba object. Thì có phải nó giống như trên này không? Nó cũng mảng nè. Nhưng mà mình gọi cái object này khác. Còn đây mảng là mình khai báo object vô luôn, thấy không? Và lấy nó ra thì cũng dùng vòng lặp thôi. Rồi, lấy nha. For. Lấy nó ra nè. Copy paste thôi. Array list.lang nè. Array sinh viên.lang, đúng rồi nè. Rồi cái này không có hàm xuất. Mình viết ra thôi. Xuất nó ra. Console log. Đấy, mình lấy nó ra thôi, viết riêng nè. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Rồi cái này là không có div này đâu nha, các bạn thấy undefined thấy không? Mình để div là sai. Ở đây mình sẽ có array y, đúng không? Đúng không? Ok. Đồng ý không? Ok không? Cái div này thay bằng array y là xong. Ok chưa? Thấy không? Đấy. Vậy mình có thể dùng mảng, dùng vòng lặp để mình truy xuất mảng thôi. Và cái này áp dụng rất nhiều. Áp dụng rất nhiều. Ok không? Hay vậy đó. Và mục đích của cái object này này, cái danh sách các bạn thấy á, nó để lưu trữ dữ liệu là chính nhá. Để lưu dữ liệu, sâu dữ liệu. Ok. À, và các bạn thấy cái này ngoài dùng rất là nhiều. Đó là cô giới thiệu các bạn gì đấy ạ? Ba cách để các bạn tạo object, sử dụng object. Đồng ý không? Ok. Rồi, con object này nó có cái hay nữa nè. Bạn nào mà có cái trang web á, trang web khi nãy á, sản phẩm á, một cái sản phẩm của em này, cái web đẹp đẹp của em đâu rồi? Ủa? Đâu rồi? Ở đây đây, quên. Cái web của em chạy đâu rồi? Đây. Ở Simon đúng không? Menu hả? Trời ơi, CSS để ngoài mới ghê chứ. Rồi nhìn nhá. Cái này nè là sản phẩm đúng không? Em làm du lịch à? Đây, sản phẩm du lịch nha. Tour du lịch đúng không? Tour thì có hình ảnh tour nè. Cô không cần view vào trong. View vào trong có thể có gì đó, nhưng cô không cần view. À, đây cô chỉ cần nhìn ở ngoài thôi. Nó có giá tour nè, đúng không? Có đúng là phải có tên của tour nữa. Tour nó phải có tên. Mã tour nè, tên tour nè, giá tour nè, hình. Cần bốn cái đó thôi. Hiểu không? Còn nhiều thông tin nữa mà kệ, mình không cần.
Thì nếu em muốn show được dữ liệu qua đây nhá. Được chưa? Đây, cô làm cho em nè. Cái menu đây đúng không? Đây, làm luôn nè. Nhìn nhá. Nhìn. Nhìn, nhìn. À, menu đúng không? Thả vào đây nhá. Đây, demo chơi chơi thì cho vui nhá. Cái tour của em là cái này hả? Cái nào? Có mỗi cái hình á hả? Ôi sao quá nhỉ? Ông mà làm cái này thì tôi quảnh ông luôn. À, vậy cái nào? Cái này đi ha. Cái giới thiệu à? Giới thiệu với cái này giống nhau đúng không? À không, cái này là deal giả hời mà. Deal giả hời là cái này đúng không? Còn cái này là gì? Quảng cáo. Cái này là giới thiệu à? À, úi giời, đây. Ví dụ cái này đi. Rồi, cô viết JavaScript ở đây luôn nha. Đây, cô viết JavaScript ở đây luôn này. Vậy là cái hình này nè. Thường nó sẽ là một cái box. Hiểu hiểu ý không các bạn? À, nếu bạn để cái hình này nè, cô sẽ sửa lại một chút xíu cho bạn coi nha. Class, tôi không biết class trong này có cái gì. Em sẽ thấy nó sẽ không bị nhảy đâu. Ở đây nha, cô sẽ để các bạn nè. Div chấm, cái này là column. Các bạn sẽ nhìn thấy nó quen lắm. Rồi div cái chấm sản phẩm. Rồi trong này cô sẽ để cái hình nè. Đồng ý không? Ok. Được chưa? Rồi cô tạo CSS nào. Cô tạo style nè, nhìn nè. Style nè. Có phải là chấm column width width nè 25%. Ok, float left. Rồi sản phẩm nè. Chấm column. Cách cái thôi, chấm sản phẩm luôn đi, sản phẩm nè. Đây, cái này cô để là bo box sa đầu nè, box sa đầu nè. Sa đầu nè. Không nè. Không nè, không nè. 5 pixel đúng không? Gray nè. Box border radius nè. Đây để 8 pixel nè. Cái này em để là margin nè. 5 pixel nè. Padding nè. Để 10 pixel nè, đúng không? Ok. Nó đó. Đâu? Phải này không? Bốn cái này hả? Đúng không? Rồi. Bây giờ cô sẽ để cái hình. Bây giờ nha, cái hình của cô đâu? Đây đúng không? Cô copy nè. 2 3 4. Cô đưa anh này vào. Chạy nè, chạy nó bị nhảy đúng không? Ủa? Chưa refresh hả? Rồi thấy nó nhảy chưa? Thấy nó nhảy chưa? Rồi. Cô copy vào đây cho em các bạn nè. Cô chưa hề cô làm gì tới cái hình hết. Đây. Và cái cuối cùng nè. Thấy chưa? Rồi. Refresh nè. Đúng chưa? Thu nhỏ phóng to gì nó cũng nằm trong gòn trong cái này nè, thấy không? Nó không bị vỡ nè. Cái nào vỡ bố cục, riêng anh này không bao giờ vỡ bố cục nè. Đó, ok chưa? Rồi cô chỉ cần chỉnh cái hình nữa là các bạn ok nhá. Sản phẩm nè. Chấm sản phẩm. IMG nè. Width. Width cô để là 95% thôi. Refresh nè. Khác chưa? Ok chưa? Các bạn phóng to thu nhỏ hay là làm gì cái này nó cũng cũng không ok, không có xi nhê, không có nhảy gì hết trơn, thấy không? Khác chưa? Còn cái này cái nhảy tưng tưng nè, anh này không hề nhá. Đó, đó là bí kíp để các bạn. Cái này zoom nó bị là do cái hình nó zoom lên thôi, kệ, không quan tâm nhá. Bây giờ nhìn nhá. Bây giờ nè, cô sẽ có hình đổi. Hình đổi nè. Cô để cho một cái giá nữa ha. Hay cái gì cô lấy cái hình trước đi. Bây giờ cô sẽ để một cái script ha. Các bạn nhìn nhá.
script của cô nè. Như nè, cô sẽ để cái hình vào nè. Script. Được chưa? Cô tạo một cái array nha, cái mảng nè. Nhìn nào. À, rất là hay. Và array, à để array được rồi. Vuông. Cô để cái object nha. Thực ra trong object này có thể chứa tên hình, có thể chứa các thông tin khác. Rồi cô thêm một thông tin khác cho nó sinh động nhá. Tên của tour đúng không? Cô để thẻ P nè, thẻ H2 đi. Đấy, cái này là tên tour đúng không? Du lịch gì đó. Gì đó đúng không? Đó, khi nó có cái tên tour. Đấy, nó không bị nhảy nhá. Em có thêm đi chăng nữa nó không bị nhảy. Cái vỡ bộ cục đâu, thêm bất cứ cái gì vào trong, được không? Không quan tâm. Rồi mình giả sử mình có cái H2 nữa. Rồi các bạn nhìn nha, mình sẽ có object này các bạn. Nhìn ha. Vậy object của cô, mỗi object của nó sẽ có hai phần tử, đúng không? Một là tên, đúng chưa? Tua 1 đúng không? Hai là hình đúng không? Cô lấy đúng cái đường dẫn này các bạn nhé. Cô không cần biết, cô chỉ lấy đúng cái đường dẫn này. Các bạn có thể lấy đúng đường dẫn hoặc lấy đúng tên hình, được chưa? Cô lấy tên hình đi. Lấy tên hình vào đây nhá. Cô lấy tên hình. Rồi xong. Object thứ hai nhá. Vậy là mình có một object nè. Mình object thứ hai nè. Ctrl C nè. Mình có 4 cái. Ctrl V 4 cái, đồng ý chưa? Rồi. Tua 2 cô sửa lại thôi các bạn. Cái này sửa sau. Tua 2. Sau này cái này các bạn sẽ lấy từ database lên, đồng ý không? Nhưng mà khi lấy lên, coi như đã lấy lên rồi. Và cô thay cái hình này nha. Ok. Bạn nhìn ha. Nó rất là thú vị. Chứ lớp nào cô dạy từ đâu đây? Từ những cái lớp này dạy đến cái object đưa cái này, lớp kia cô chưa đưa tới luôn á. Đấy, lớp này tự nhiên dạy tới cái này luôn. Máu dễ sợ. Ok, được chưa? Ôi, học không thèm về nữa nè. Ok, được chưa? Ok không? Rồi bây giờ xóa nè, xóa hết nè. Xóa hết những cái gì cần xóa nè. Ôi, nó nhảy dữ không? Còn mỗi này đúng không? Bây giờ cô sẽ cho cái này lặp 4 lần. Được chưa? Dù vô là phó, cho lặp đúng không? Cái này cô sẽ được lặp nè. Nhìn nha. Cái này là cái thú vị của JavaScript. Rồi. Cô sẽ dùng cái document.write ghi ra màn hình. Còn trong đấy mình write cái gì không biết. Bây giờ tôi write cái gì nè. Tôi copy nguyên cái anh này. À, tôi write ở trong này. Write ở trong này. Tôi copy nguyên cái anh này đúng không? Ctrl X nè. Ok, để nháy nè. Nếu để nháy kép nè. À, nó sẽ bị, nó bị lẫn nha, nhìn nè, nhìn nha. Nếu ở ngoài để nháy kép thì trong này phải đổi thành nháy đơn. Tại vì ở trong JavaScript nó nháy đơn và nó nháy kép nó hiểu như nhau. Nhưng mà nếu như kể để hai cái cùng nháy kép cả thì đến đây nó hiểu kết thúc một chuỗi rồi. Cái khúc sau nó lỗi. Cho nên để không bị lỗi thì cái này để nháy. Nháy đơn. Nó có bảo nữa đâu. À đúng rồi, cái này có thể copy xuống dưới đúng không? Vậy ở đây các bạn copy cho cô như này. Có nhiều cách nha. Vậy bây giờ mình sẽ để cái script ở đây. À, và ở đây cô để là document.write đây, được chưa? Rồi, cái này chuỗi nha. Cô sẽ nối chuỗi, đồng ý không? Nối nè, cộng nè, nối chuỗi bằng phép cộng. Về đây cô sẽ nhảy đơn. Xong rồi cô nối chuỗi. Được chưa? Rồi, cái này cô nối xuống, cô enter cái chuỗi này. Cái này được gọi là phép nối chuỗi ha. Tí nữa cô chỉ cho cách khác hay hơn nối chuỗi nữa. À. Đây, nối chuỗi được chưa? Có phải cái này cô cũng phải nối chuỗi đúng không? Nhảy đơn. Đúng không? Rồi, cộng. Cái này là phép nối chuỗi nha. Cái này cô để là nhảy đơn. Rồi, bây giờ này, có phải là chữ du lịch gì đó? Tôi phải lấy cái anh này không?
Vậy là cái chỗ document.write này á, tức là mình phải lặp đúng không? Mình lặp đúng không? Mình lặp cái anh này, nó ghi ra nhiều lần đúng không? Vậy mình phải để anh này trong vùng là for. For. Và y gán gì ạ? À? Bằng 0 y nhỏ hơn array.length y cộng cộng. Rồi. Xóa anh này đi. Rồi. Đóng anh này lại. Document.write đến đâu các bạn nhỉ? Đến đây đúng không? Đóng anh for này lại đúng không? Đến đây hiểu không các bạn? Ồ. Đến cái div này mới đúng đúng không? Đó. Rồi, vậy thì anh div này mình lại còng chuỗi tiếp. Đúng không? Chịu khó tí nha. Tí nữa tôi làm cực khổ, khi nào sung sướng các bạn mới thấy nó quý. Đúng không? Đấy. Còng cái. Xong ở đây nối tiếp nè. Đồng ý với cô không? Nối tiếp nè, nhảy đơn. Đó, rồi cái này lại nối, nhảy đơn. Rồi còng tiếp nè. Rồi cái này lại nối. Có phải cái này nối? Đúng chưa? Đấy, thể deep nó bắt đầu từ đây nè. Đấy, thể deep là bắt đầu từ đây nè, đúng chưa? Thể deep này là lồng ở trong đúng không? Đến thể H2 đúng không? Đến thể này. Đến thể deep này đúng không? Rồi cái này mình đến thể deep này là mình xong. Chuẩn chưa? Chuẩn không cần chỉnh nhá. Rồi. Ok. Rồi bây giờ nè. À, nó chỉ lặp ra vầy thôi. Đâu rồi? Nó mất tiêu rồi. Chỉ có chữ du lịch gì đó, con hình nó không có thấy không? Rồi bây giờ mình chỉnh nha. Rồi. Ở đây, ủa cái pic này phải có chứ. Cái pic này chạy đâu mất tiêu rồi. Rồi cô lặp từng này lần. Thì ở đây các bạn để ý nè. Cái chữ du lịch gì đó mình sẽ lấy array chấm tên, đúng không? Vậy chỗ này cũng nối chuỗi nè. Còng nè. Cái này có phải là array y chấm tên không? Xem chạy đúng chưa nha. Đúng không? Tôi 1, tôi 2, tôi 3, tôi 4 đúng không? Rồi cái hình nè. Hình có phải chỗ này có phải nối chuỗi không? Thì đơn giản thôi, để hai nhau dấu nhảy đơn, một dấu nhảy đơn. Rồi lại cộng cộng. Đây dấu nhảy đơn nữa đúng không? Rồi cái này là array y chấm gì ạ? À? Chấm hình F5. F5 refresh. Có phải ra các hình khác nhau chưa? Bây giờ cô thêm một cái hình này nha, hình con suối này nè. Cô thêm cái nữa nè, các bạn để ý nè. Nó hay ở chỗ là cô thêm một cái nữa. Copy nha. Đây F5 nè. Nó nhảy xuống nè. Thấy chưa? Không nhảy xuống là do anh bố cục chưa chuẩn đấy. Nếu mà bố cục chuẩn là nó nhảy sang bên này. Được chưa? Ok. Là thấy thêm là nó cứ tự động nó nhảy xuống. Thấy không ạ? Dữ liệu nó tự động nó thêm vào. Đồng ý không? Chuẩn chưa? Đó. Thì đó là cách để các bạn. Cái này là nó chủ yếu là dữ liệu thôi. Đúng không? Object nè. Thì cái này là liên quan đến dữ liệu nè. Còn cái phương thức thì mình có thể kết hợp các phương thức ở ngoài. Vậy đây là một cách nha. Cách thứ hai nè. Từ nãy giờ cực quá. Tôi thấy còng nối chuỗi cực quá đúng không? Ctrl Z lại hết đi. Từ nãy giờ công sức mình làm bỏ hết. Chị nè. Ôi, cực lắm. Ctrl Z rồi cũng mỏi tay á. Đây. Mạnh tay Ctrl Z nha. Rồi. Ok, for, for gì đó. Ok. Úi giời. Có cái gì rồi. Đây. Đây. Đây, đến đây nè. Rồi bây giờ cô sẽ làm một cái rất là thú vị nè. Cái document.write ở dưới đúng không? Đó, mình có script nè. Xong mình dùng một là for đúng không mấy đứa? Cái for cái này mình viết lại nhá. For cái này dễ thôi mà. For. Đấy. Let index 0
Index cái này là array đi ha, array chấm len nè, index cộng cộng rồi. Chỗ này các bạn nhìn cho cô này, mình sẽ document chấm write này, document chấm write từng cái một đúng không? Rồi trong nó là cái gì nhá? Nó hay là chỗ trong này nè, đúng chưa? Chỉ cho các bạn nè, các bạn copy anh này, Ctrl X nè, ở đây nè, để cho cô cái dấu, biết dấu gì không các bạn? Cái dấu huyền mà trên cái dưới nút Escape, các bạn thấy cái dấu huyền này không? Đây nè, bàn phím của mình nè, ở đây góc trên cùng bên trái, bên phải, bên trái là có Escape, ở dưới đó có dấu huyền đúng không? Ôi anh này bá đạo lắm, Ctrl V vào đây, không cần làm gì cả, không cần nối chuỗi từ nó hiểu. Được chưa? Chạy nè. Cái dấu này là để sát sát đây, để đây vô duyên quá, để sát đây cho cô, dấu huyền nè. Rồi chấm phẩy nè, document, à không không, cái right thì khỏi chấm phẩy, right đây rồi. Đó, ok chưa? Rồi chạy nè, F5. Chuẩn chưa? Rồi nha, không từ nãy giờ không cần nối gì đúng không? Để dấu huyền là không cần. Rồi, bây giờ biến thì sao nè, chỗ này nè, không nối chuỗi luôn, đô la nháy array, trong này để array móc vuông index đúng không, chấm gì ạ, tên đúng chưa, F5 này. Khỏe không đấy, khi nãy mình giả vờ mình cực tí, giờ khỏe mình mới vui đúng không. Rồi cái pick này nè, để đô la, móc nhọn, hay lắm, các bạn thấy nó đổi màu chưa? Cô copy anh này cho khỏi gõ, Ctrl C nè, code có code gì đâu, toàn copy paste không à? Được chưa? Rồi F5 cái nè, chuẩn chưa? Đủ dữ liệu vậy thôi, object nha, mình dùng object. Đó, vậy thôi, hôm nay học, ôi học đúng 7 rưỡi, sao lớp này học giỏi dữ vậy? Nè, vậy là cô vừa giới thiệu object nè, cô vừa vận dụng object cho các bạn nhé, để các bạn đổ sản phẩm. Ok chưa? Ổn không? Ổn không? Đó. Rồi, và dựa vào cái đây á, thì các bạn hoàn toàn có thể làm được cái giỏ hàng như là cái Tiki. Ok không? Ok rồi, cô sẽ stop cái này lại nhé.